Nóng, ngôi sao Thái Lan bị bắt khẩn cấp vì tình nghi hạ sát bạn gái. Kimmy lên tiếng xin lỗi ICD sau bình luận gây tranh cãi. Bé Xuân Nghi chia sẻ cuộc sống 10 năm ở Mỹ và quá trình tự điều trị COVID-19 tại nhà. Những sao hàng được trả tiền quảng cáo cao nhất. Nửa đêm, Đàm Thu Trang đăng status hỏi tội kẻ công khai ôm chồng mình. Hậu ồn ào ly hôn, Lưu Minh Trang đăng đàn tỏ thẳng thái độ về một người đàn ông vũ phu. Như Lê trổ tài vào bếp nấu, bí đỏ lover, ai dè liên tục bị góp ý. Ủa, tôi nấu cho tôi ăn mà. Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố muốn sống một mình, giận hờn vu vơ hay là hôn nhân rạn nứt. Xin chào các bạn, tôi là Trung Thành và đây là Khánh Nguyên. Và các bạn đang theo dõi chương trình Cà Phê Trưa được phát sóng vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và đồng thời phát sóng trên nền tảng Netlove. Và nếu như các bạn đã lỡ bỏ qua khung giờ này thì các bạn cũng có thể xem lại vào lúc 12 giờ trên kênh YouTube Netlove nhé. Sau đây là những tin tức và câu chuyện đáng chú ý của Cà Phê Trưa ngày hôm nay. Chuyên mục tin nhanh showbiz. Tin nóng, ngôi sao Thái Lan bị bắt khẩn cấp vì tình nghi hạ sát bạn gái. Ngày hôm qua, truyền thông khắp châu Á đưa tin chấn động, nam diễn viên Thái Lan đình đám Thanapat Thanachan Kunphisan, hay còn gọi là Tai Tai, bị tình nghi hạ sát bạn gái 25 tuổi vào rạng sáng ngày 6 tháng 8. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân có tới 20 nhát dao trên ngực. Trang Sina cho biết thêm, Tai Tai khai rằng trước khi bị xảy ra vụ việc này, cặp đôi có cãi nhau vì cãi vã lý do trong công việc trong showbiz. Trong lúc giằng co con dao nhỏ, Tai Tai vô tình đâm vài nhát vào ngực khiến bạn gái tử vong. Bước đầu, cảnh sát không tin lời của sao nam này, hiện tại sẽ cho tiến hành cuộc thẩm vấn kỹ càng để làm sáng tỏ vụ việc. Được biết, Tai Tai là mỹ nam được biết đến nhiều nhất với vai diễn Zen trong bộ phim Why Are You The Series, Vì Yêu Có Phải Không? Kimmy lên tiếng xin lỗi ICD sau bình luận gây tranh cãi. Còn nhớ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng của trận rap Big ICD và Tate, Kimmy đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nhận xét nhạc quán quân của King of Rap là khá thô cứng và buồn ngủ, như một cục pin yếu dấu. Không chỉ vậy, ở phần bình luận, Kimmy cũng đã ẩn ý về việc ICD hoang tưởng khi có chiếc cúp quán quân trong tay rồi đi đánh giá một cách cẩu thả những rapper khác. Là đàn chị trong giới underground lại chê bai thẳng thắn về đàn em, Kimmy ít nhiều đã tạo nên tranh cãi lớn. Vì dòng trạng thái của Kimmy bị hiểu nhầm là cô đang nói tới trận kèo battle giữa IDC và Tate, nên bài đăng này đã bị xóa khỏi trang cá nhân của nữ rapper không lâu sau đó. Mới đây, Kimmy đã lên tiếng gửi lời xin lỗi đến ICD và các rap fan. Kimmy cho biết cô rất tiếc khi bài đăng của mình không đến từ tâm trong sáng mang tính xây dựng, mà đến từ cái tôi định kiến cá nhân có phần mỉa mai, tiêu cực từ mình. Hơn nữa, bài đăng của cô tạo nên sự rạn nứt trong cộng đồng underground và gây tổn hại tinh thần cho ICD. Bé Xuân Y chia sẻ cuộc sống 10 năm ở Mỹ và quá trình tự điều trị COVID-19 tại nhà. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà phát sóng lúc 22h30 ngày 5 tháng 8 trên kênh HTV7, khán giả đã bất ngờ khi gặp lại bé Xuân Nghi ngày nào. Cái tên đã gắn liền với những bài hát thiếu nhi của tuổi thơ thế hệ 9X của anh. Giờ đây, cô bé nữ ca sĩ Xuân Nghi xuất hiện xinh đẹp, cá tính và trưởng thành hơn sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Khi trò chuyện với MC Thúy Nga, Xuân Nghi hào hứng nhắc lại khoảng thời gian mới đặt chân đến xứ cờ hoa, phải tự lập bằng đủ mọi nghề từ bưng phở, bán trà sữa. Và giờ đây, cô lựa chọn con đường đứng sau hậu trường để phát triển các tài năng nghệ thuật trẻ ở Mỹ. Xuân Nghi cũng chia sẻ về việc mình bị nhiễm COVID-19 ra sao. Con bị mắc COVID-19 vào Giáng sinh năm ngoái. Triệu chứng của con rất là nặng, sốt gần tới gần 40 độ C trong ngày đầu. Lúc đó con thuê khách sạn tự cách ly một mình. Đêm Noel gia đình mỗi người một nơi buồn kinh khủng. May mắn là con còn trẻ, sức khỏe đề kháng tốt nên chỉ lướt qua 2 tuần là dứt thôi. Câu chuyện của Xuân Nghi ở Mỹ các bạn có thể xem lại trên kênh MCV Network. Sao hàng được trả tiền quảng cáo cao nhất? Vừa qua theo khảo sát của chương trình TMI News trên đài Mnet công bố, BTS đứng đầu trong danh sách 12 ngôi sao Hàn Quốc được trả thù lao quảng cáo cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Cụ thể, BTS quay quảng cáo cho 13 thương hiệu như đồ ăn, thức uống, ghế massage, v.v. Thu nhập từ quảng cáo của nhóm mỗi năm đạt 62 tỷ won, tương đương là 54,2 triệu USD. Kim So-hoon, tài tử vì sao đưa anh tới, xếp thứ hai với thu nhập 30 tỷ won, 26,2 triệu USD từ quảng cáo của 9 thương hiệu. Không chỉ tại Hàn mà anh đắt nhất show ở Trung Quốc. Jeon Ji-hoon đứng thứ 3 và là nữ nghệ sĩ kiếm được tiền quảng cáo nhiều nhất khi từ đầu năm đến nay cô đã có 20 tỷ won, tương đương 17,4 triệu USD. Phần lớn là từ vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Đáng chú ý là ngôi sao bóng đá Son Heung-min của câu lạc bộ Tottenham xếp thứ 5 danh sách khi được trả 15,6 tỷ won, tương đương 13,6 triệu USD tiền quảng cáo. Anh là cái tên duy nhất không thuộc ngành giải trí Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục hashtag của sao thế nào.
Bởi vì cái chuyên mục này sẽ chia sẻ những phát ngôn, những cái status của sao về cũng như thế giới trong 24 giờ qua, cho nên chắc chắn là các bạn đang rất là tò mò đúng không? Nửa đêm, Đàm Thu Trang đang status hỏi tội kẻ đã công khai ôm chồng mình. Tiểu Tam chăng? Tiểu Tam này là ai mà có thể chen giữa Đàm Thu Trang với Cường Đô La như vậy, có thể ôm chồng của Đàm Thu Trang mà có thể để đến mức một con này bóc phốt nửa đêm như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết nha. Vào đêm khuya ngày 5 tháng 8, trên Instagram cá nhân, Đàm Thu Trang đăng hải một hình ảnh kèm dòng trạng thái với vẻ hờn dỗi. Công khai ôm chồng của mẹ ngủ luôn rồi, còn với cái gàn quá trời. Trời ơi, thì ra là... thì ra đó chính là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Cường Đô La đang say sưa ngắm con gái một tuổi. Còn cô bé thì ôm tay bố ngủ ngon lành, cả hai nhìn rất thân thiết với nhau. Bỗng dưng mẹ trở thành người thừa trong căn phòng. Màn bóc phốt mà lầy lội với cái tinh thần mà ghen ra mặt của cựu người mẫu khiến cư dân mạng cười xỉu vì tội quá dễ thương. Bị mẹ hỏi tội là vậy đó, nhưng nhân vật chính là Soo Jin vẫn đang ngủ và không hề hay biết gì hết. Gắt chưa. Đối với Cường Đô La cũng kiểu thôi, vợ đi ra đi để ôm con ngủ. Kiểu bị hắt hủi á mọi người. Em coi chừng mai mối em cũng bị hắt hủi vậy đó nha. Dạ, em sẽ đẻ con trai á. Ủa giờ lúc đó em hắt hủi chồng em hả? Dạ đúng à. Em sẽ phải đẻ con trai để đừng bị hắt hủi như vậy. Vậy là Khánh Nguyên đang có ý đồ là dạy vợ thì thở thơ, dạy con thì thở bây giờ mới về. Dạy chồng. À lộn lộn. Vậy anh mới là dạy vợ đó đúng không? Tiếp theo là thông tin không mấy vui vẻ. Em với anh bật mút buồn lại đi. Thở dài. Sau hậu ồn ào ly hôn, Lương Minh Trang đăng đàn tỏ thái độ về người đàn ông vũ phu. Lại chuyện gì nữa đây? Có vẻ căng thẳng đó. Cuộc hôn nhân của Lương Minh Trang và Vinh Râu, em nghĩ là nó đã đi tới hồi kết rồi chứ. Thì tuy nhiên những cái động thái của các hai trong thời gian gần đây gây rất là nhiều sự chú ý của dân mạng. Tại vì mọi người bữa nay thắc mắc là lý do gì họ chia tay. Và thông tin này thì anh nghĩ là chúng ta nên cập nhật cho khán giả sớm thôi. Ok. Hơn một tuần kể từ khi Lương Minh Trang xác nhận chia tay với Vinh Râu, những lùm xùm liên quan đến cặp đôi tạm lắng xuống phần nào. Cho đến tối ngày 5 tháng 8, Lương Minh Trang lại một lần nữa khiến dân tình khó hiểu khi đề cập đến người đàn ông trên trang cá nhân. Trên đời ghét nhất thứ đàn ông vũ phu và thích mặc váy. Trời ơi, cái câu này là nặng lắm luôn á anh. Đúng rồi. Một vài câu hỏi đã được đặt ra ngay lập tức. Nữ ca sĩ đang ẩn ý nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình hay lên tiếng phẫn nộ với hành động vũ phu của một người nào khác? Anh nghĩ là có thể là đang nói về cái trường hợp mà người cha mà bạo hành con gái đó cũng đang hot trên mạng xã hội mấy bên đây. Hay là kiểu cũng có thể là nói về cái tình trạng của chàng du học sinh mà bên Nhật mà vừa bị nếu xong hôm bữa. Có rất là nhiều thông tin cũng có thể. Nhưng mà anh nghĩ thì chắc không phải nó bên đâu đâu. Em cũng nghĩ vậy và em nghĩ là khán giả của chương trình Cà Phê Trưa cũng sẽ nghĩ là chắc cái status này không phải nói về Vinh Râu đâu. Nếu có bất cứ thông tin gì mới thì Khánh Nguyên và anh Thành cũng sẽ cập nhật ngay cho quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa nhé. Chúng ta hãy học tập theo những người dân ở làng Vũ Đại. Chắc nó chưa mình ra. Miu Lê trổ tài vào bếp nấu bí đỏ lover. Ai dè liên tục bị góp ý. Bí đỏ lover là người yêu bí đỏ hả? Chắc vậy á. Ủa, tôi nấu cho tụi ăn mà. Đây là câu hỏi rất là dễ thương đúng không mọi người? Mới đây trên trang cá nhân, Miu Lê tung clip hướng dẫn cách nấu canh bí đỏ. Hiếm lắm mới thấy Miu Lê trổ tài đảm đang nên nhanh chóng clip này đã thu hút đông đảo sự chú ý. Tuy nhiên, kết quả đã không như mong đợi khi nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sao Miu Lê nấu canh bí với đậu xanh nhưng lại không bóc vỏ. Tại sao lại cho thêm tỏi vào bát canh? Đang im đang lành bỗng nhiên gây xôn xao, Miu Lê bèn phải lên tiếng giải thích. Mọi người ơi, clip Miu post lên chỉ mang tính chất cho vui chứ không có nhằm dạy nấu ăn hay gì hết. Vì cách Miu làm là của riêng Miu, nên có gì mọi người thắc mắc thì cũng hiểu giúp Miu, đó là chuyện bình thường đó với Miu mà. Cảm ơn với mọi người. Nhưng mà cái điều đáng nói là ngay sau cái lời giải thích này, Miu Lê bị một người bạn nhắc nhở. Bình thường là sao ạ? Chị không biết nấu ăn, nếu lúc chị cắt bí đỏ có cần vấp giống y như vậy không? Thấy vậy thì Miu Lê mới đáp trả rằng chị không nên ăn luôn, chị tính tịnh. Rất là gây cấn. Em nghĩ người bạn này là em biết là ai đó. Bạn thân của Miu Lê. Chỉ có mỗi mình bạn thân thì mới có dám thể nói ra những cái câu như thế thôi. Giống như là mọi người, mình từ đó mình ăn, Khánh Nguyên cũng rất là thích nấu nướng. Thì hôm qua Khánh Nguyên mới nấu cho mình tô mì hai vắt cho mọi người, rất là ngon luôn. Nhưng mà kiểu mình nhìn vô nó, tại sao hai vắt mà nó trông như một vắt thế này. Nhưng mà Khánh Nguyên cũng cho thêm những cái thứ đồ ăn khác vô, xúc xích, kim chi. Nhưng mà khi mình hỏi mình không ăn kim chi thì Khánh Nguyên có nói một câu là dạ anh đừng ăn.
Nhìn đi em. Rất là dễ thương. Ổng có mời luôn. Nhưng mà sau đó thì không biết là anh Thành đã đi giải cứu thế giới chưa? Tại vì thông thường đồ ăn mà em nấu ra là mọi người sẽ đều phải đi giải cứu thế giới hết. Mọi người biết không, tôi nghĩ rằng trong tình hình dịch bệnh căng thẳng vậy đó, tối hôm qua nửa đêm rồi mà Khánh Nguyên nấu đồ ăn á, mà nếu mà tôi không xuống giúp mọi người thì chắc chắn là mọi người xung quanh sẽ ăn. Mà mọi người xung quanh ăn thì chắc chắn tôi sợ là mọi người sẽ bị trúng độc hay gì đó. Nên là tôi đã quyết định hy sinh bản thân mình. Tôi giải quyết cái đống đó xong. Thì không, nói chung thì rất may mắn là sáng hôm nay tôi vẫn bình an vô sự. Sáng nay thì bình an vô sự. Nói chung là ngon. Okay. Delicious. Ok. Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố sống một mình, giận hờn vu vơ hay là hôn nhân rạn nứt? Năm 2018, ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa cùng ông xã là doanh nhân Trần Phi Hùng. Cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội và không ngần ngại dành nhiều lời có cánh dành cho đối phương. Bỗng nhiên, chiều 5 tháng 8, Lâm Khánh Chi đăng tải một dòng trạng thái gây hoang mang. Có nhiều lúc muốn sống một mình. Status đầy tâm trạng của bà xã Phi Hùng khiến cho netizen và nhiều sao Việt lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm, động viên cô. Một số khác lại cho rằng cô đang gặp trục trặc trong hôn nhân. Dù chưa rõ sự tình thế nào nhưng nhiều dân mạng đang cho rằng có lẽ Lâm Khánh Chi chỉ đang giận dỗi vu vơ mà chồng mà thôi. Bởi vì thời gian gần đây cô vẫn đăng tải những ảnh tình tứ bên ông xã. Anh vẫn nghiêng về cái giả thuyết là đang giận dỗi vu vơ. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì hả, Lâm Khánh Chi mà rất là nổi tiếng ở trong những chương trình Come Out của đài MCV. Thì cái cách mà chị chia sẻ về một cuộc hôn nhân, về một người như là một người từng trải á, thì em thấy nó rất là vui vẻ, nó rất là funny luôn á. Nên em nghĩ là đối với một người phụ nữ có óc hài hước như vậy á, thì một chút giận dỗi cũng không là cái gì hết á. Chắc là do chồng, chắc là do anh Hùng không có rửa chén giùm hay là về nhà cái thấy một đống đồ bậy đó nên là chị hơi giận vua thôi. Các chàng trai này đã lấy vợ rồi thì có thể hiểu được cảm giác là không làm gì cũng bị giỏi á mọi người. Cho nên là cách làm lành tốt nhất là đi xin lỗi. Không, không phải xin lỗi. Ủa, nấu làm sao đâu xin lỗi mọi người. Mua ly trà sữa, nấu cho ông bà ăn phần đồ ăn ngon, dẫn ba đi shopping. Hoặc cái này là hợp lý nhất và hữu hiệu nhất. Anh thấy gần như 100% những người mà có tiền làm cái điều này là được. Ok, okay, em nghĩ là cũng có khá là nhiều anh chồng đang nghe thông, đang nghe lời khuyên từ một người đã có vợ. Mời anh. Em nói vậy chết ta. Cái điều này nha, riêng cái điều hành động này, nếu như mà vợ các anh giận dỗi hay là buồn hay cảm thấy đang ta tết là muốn sống một mình vậy đó, thì cái công việc này rất là đơn giản. Đăng nhập vào tài khoản Shopee, Lazada, Tiki, Sendo gì đó của vợ. Bấm vào cái kho hàng, cái giỏ hàng. Chọn tất cả. Thanh toán, nhập số thẻ của mình vô, enter. Bảo đảm với anh 1 phút 30 giây chưa đến nữa chị. Thôi anh yêu em, lớp vô em không bao giờ sống mình đâu. Trời ơi, mấy bạn tôi mà mấy thằng mà nhà giàu, mấy thằng có tiền đã chơi chiêu này rồi. Ví dụ mà không có tiền rồi sao? Thì chơi chiêu khác. Chứ gì? Nói luôn đi nè. Mua món quà cho vợ. Nhưng mà dịch rồi đi đâu? Là một món quà cho vợ. Ừ. Một món quà đến từ tâm của chúng ta. Hãy dành sự yêu thương cho cô ấy. Bằng cách nào? Con gái thích gì nè? Tiền. Thì em nghĩ là cái cách tốt nhất mà ba em hay làm cho mẹ em á, chính là lì xì cho mẹ 200 nha. Không, em không biết nữa nhưng mà ba em hay kêu mỗi lần mà ba lỡ mà chơi trội cá hôm nay sao sao đó là bảo đảm là thế nào tối cũng lì xì cho vợ 200 nha. Thế nào cũng vậy trơn. Xong rồi hai đứa con nhìn wow. Trời ơi, em có biết mỗi lần mà mẹ anh dỗi ba nha, đến bữa cơm đang ăn vậy cơm đi để bàn, để lên bàn cái gì đó mẹ mở ra. Thà thử đó nha, cái nào cũng có vậy nha. Yêu ơi, kinh quá. Là cái cách tốt nhất của các anh chồng, cho dù có không có tiền hay có tiền chăng nữa thì cứ nhẹ nhẹ đút vào tay vợ một vài tờ là ổn hết. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục ống kính paparazzi. Đây là chuyên mục chia sẻ những video clip, những hình ảnh bất ngờ, ấn tượng về thế giới trong showbiz vừa qua. Thông tin đầu tiên của chúng ta là về hai nhóm nhạc trình đám trên thế giới mà đang cạnh tranh rất là gay gắt trong thời gian gần đây, đúng không? Đó là nhóm Behind the Scene và nhóm Đen Hồng. Netizen tranh cãi về giọng ca bí ẩn trong nhóm BTS đã hát Love Sick Girls của Blackpink. Fandom của BTS và Blackpink vốn không đội trời chung với nhau ở trong những cuộc chiến không hồi kết để bảo vệ thần tượng.
Thế nhưng mới đây nhất, một video hậu trường của BTS gây sốt khi giọng ca của một thành viên đã cất lên giai điệu ca khúc Lovesick Girls của Blackpink. Trong đoạn clip, Jimin là người cầm máy quay, Jungkook và V đi phía sau cũng lọt vào khung hình. Và một giọng ca bí ẩn đã nghêu ngao hát câu We are the Lovesick Girls thuộc ca khúc Lovesick Girls của Blackpink. Gọi là giọng ca bí ẩn vì cả ba đều đang đeo khẩu trang nên thật khó để biết ai đang hát. Có một cuộc tranh cãi đã nổi ra giữa các netizen là tôi chắc chắn đó là V đã hát, giọng ca của V trầm hơn. V đang bận bấm điện thoại không phải là người hát đâu. Xét về âm lượng thì Jungkook là người phù hợp nhất. Jungkook đang ở gần máy quay. Jungkook đang hát bài khác, nghe có vẻ là V đang hát Lovesick Girls ở. Vui ha? Em cũng thấy vui. Tại vì á, anh biết sao không? Em nghĩ là đồng nghiệp với nhau thì mình hát chuyện hát nhạc với nhau là bình thường. Giống như ngày xưa thì cái thời rất là lâu rồi, Big Bang cũng vậy. Big Bang đi dự Mama là cùng với những cái band khác đang ở trên. Ở dưới là những cái gọi là theo cái nhóm fandom đó, gọi là đối thủ của Big Bang. Gọi dưới bang ở dưới nhảy y chang luôn. Hay là thậm chí hát em và good boy, cái ở dưới good boy hết. Ôi rất là vui. Thật ra thì em nghĩ là làm nghề với nhau mà thì ai mà chẳng yêu thương nhau, đúng không? Rồi. Mình yêu thương nhau còn hết chứ mắc gì mà phải cạnh tranh tị nạn với nhau. Đúng, đúng, mình sẽ cạnh tranh với nhau trên những phương diện như là bảng xếp hạng nè, nhạc của mình hay hơn đúng hay rồi. Là biển sao là đừng cái có đạo của mình hay hơn là fan thì còn cái chúng ta đều đánh đua với nhau để đem những sản phẩm tốt nhất cho khán giả, đúng đó. Miễn sao là mình cung cấp hết cho fan của mình là được. Thì em nghĩ là BTS và Blackpink có hai hội fandom lớn nhất, nhưng tị nạnh nhau đó là chuyện của fan, còn đúng idol rồi. Thân với nhau là chuyện bình thường, đúng rồi. Trời ơi, giống như nó vui vui á, idol chơi với idol rất là thân, ở dưới fan chửi nhau chí chế chơi vậy. Vui. Em nhớ có một cái câu là cuộc sống quá yên bình á thì cũng không nên, nên là phải có một chút drama nó mới vui, nên là thôi các fandom yên bình với nhau không chịu đâu, cứ phải gây cái war rồi drama với nhau qua lại cho nó. Giống ở Việt Nam thì cho nó phân nì tí xíu. Giống ở Việt Nam thì sẽ có Sơn Tùng với Jack. Dạ. Ở ngoài đời thì hai bạn cũng khá là bình thường với nhau, vui vẻ. Mình không gặp nhau thôi chứ mình gặp nhau thì mình vẫn chào hỏi nhau bình thường. Không gặp nhau thôi chứ gặp nhau cũng vậy à. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin kế tiếp. Vũ đạo ok úp ngực của SOMI cho bài comeback tưởng mới mà cũ. Trông đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Trời, quá đơn giản. Đầu tháng 8, SOMI đã chính thức trở lại với đường đua K-pop với MV Dum Dum đầy sôi động. Tuy vậy, ngoài nhan sắc tự nhiên bên Barbie không thể bàn cãi, thì cái mà dân tình chú ý trong lần comeback này chỉ là động tác vũ đạo thú vị nửa mặt nạ xuyên suốt MV. Sử dụng bàn tay làm dấu ok, úp ngược đặt lên mặt, tạo hình tự như một chiếc mặt nạ che nửa mặt trong vũ hội. Nhìn qua thì có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng khi bắt tay vô làm mới biết nó khó cỡ nào. SOMI đã khéo léo kết hợp vũ đạo tạo ra một động tác vô cùng hoàn mỹ và sang chảnh. Động tác này chắc hẳn sẽ có một rất là nhiều người dễ dàng nhớ đến một trào lưu từng hot năm 2018. Tuy nhiên, sau khi MV Dum Dum của Đóa Hồng Lai ra mắt, trào lưu này đang có dấu hiệu hot trở lại. Nhiều người đã thử động tác này nhưng không phải ai cũng làm được. Thậm chí cô nàng Sejeon của Gugudan cũng đã thử trước đó và sau khi xem xong MV của SOMI. Đố anh. Sao anh đối làm được nè, anh đối làm được luôn. Ok. Nửa mặt nạ. Lâu lâu tôi gọi điện cho vợ tôi á, tại dịch này mọi người cũng biết là mình không có ở gần nhau đúng không? Khi tôi gọi điện cho người nhà thì bà vợ tôi bà hay làm chứ. Ok, mình ok. Sao bà lật ngược lại. Đến lượt tôi, nói như vậy để mọi người. Làm đi. Anh sẽ làm cho em. Ồ anh, nhưng mà anh kêu là cái vũ điệu mà ok úp ngược của SOMI nó rất là dễ mà. Đúng rồi, dễ. Thì bây giờ cũng là ok, nhưng mà anh trồng cái chuối lên rồi anh để úp ngược rồi rồi. Anh bớt ngang ngược đi nha. Đây rồi. Là tôi mỗi khi nói chuyện với vợ tôi mà vợ tôi bắt tôi làm một cái úp ngược. Cầm giùm anh này đi. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh một cái dễ hơn là anh tháo mặt nạ ra để anh làm cho nó dễ. Tháo mặt nạ ra cho mọi người. Tháo cái kiếm ra cho mọi người. Hả? Anh không phải để con mắt lên nè, chỉ cho để dày à. Rồi mọi người thấy là tay tôi như đây thôi nè, nè anh không, anh để ba cái ngón này của anh vô trong cái phần mặt của anh này nè. Ngày xưa anh làm được rồi, làm đi rồi đó, nhưng mà anh không thấy được. Không lên tới đâu mọi người. Ok, oh my god. Thì thật sự là bộ trào lưu rất là thú vị, rất là dễ thương dành cho những cái người có ngoại hình khiêm tốn như Khánh Nguyên đây, rồi vợ tôi hoặc là ca sĩ SOMI. Tuy nhiên không dành cho những người như tôi.
Không làm như những người tay ngắn như tôi. À, xin lỗi, tay tôi dài vậy các bạn. Có điều tay tôi bự, mọi người, tay tôi rất bự, mọi người hãy. Nhưng mà tay tôi không bẻ ngược. Nó khá nhẹ, một chai một nhật. Mình đố bạn nào làm được hai tay luôn. Các bạn hãy thử trào lưu này ha, để điện thoại trước mặt, để chế độ 10 giây hoặc 3 giây đó, úp hai tay lên và tạo cái ok cấp ngược. Các bạn hãy comment ngay cái hình ảnh đó ở dưới video này. Và nếu như cái hình ảnh nào được nhiều like nhất, được nhiều yêu thích của khán giả nhất, chúng tôi sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho quý vị các bạn luôn. Ghê vậy? Ghê lắm. Ghê lắm luôn. Món quà đặc biệt cho chính Khánh Nguyên tự tay chuẩn bị. Ủa là yeah. Yeah. Yeah baby. Đây, được đây, những rồi, hai ba lại. Đang nói mà từ từ. Làm đi nè. Nó lại nè, đó. Nếu như quý vị các bạn có thể làm như vậy thì sao? Nếu như quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa có thể chụp cái tấm hình mà hai ngón tay, hai cái bàn tay của mình để có thể làm giữa ok úp ngược như vậy và comment ngay vào dưới cái video này thì quý những người khác sẽ vào like hình cho các bạn, kiểu như là chúng ta vote đấy, lượt vote nào cao nhất thì Khánh Nguyên và anh Thành sẽ chụp cái đó lại và sẽ công bố giải thưởng đó vào chương trình lần sau, sẽ có một phần quà ekip của chương trình chuẩn bị cho các bạn. Yeah. Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng làm thử nha. 1, 2, 3. Rồi, đang. Và động tác vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên chương trình sẽ luôn được phát sóng vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và Update Lớp. Nếu như các bạn đã lỡ bỏ qua thì có thể xem lại vào lúc 12h trên kênh YouTube Net Lớp nha. Và bây giờ thì Trung Thành và Khánh Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.